Xin chào quý vị đang xem. Tôi là bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Minh Trí, trưởng đơn vị cơ xương khớp Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Collagen quan trọng với hệ cơ xương khớp như thế nào? Collagen là thành phần chính trong cái hệ của cơ xương khớp. Ví dụ như là sụn khớp, nó là thành phần khoảng 70% trong sụn khớp. Gân cơ dây chằng nó cũng sẽ đóng thành phần chính trong nó. Làn da thì ai cũng sẽ chuộng, ai cũng sẽ muốn đẹp. Và cái việc mà đẹp quá mà hệ thống xương khớp của mình không khỏe, không dẻo dai thì cũng không tốt ha. Tại mình cũng nâng luôn. Và collagen nó sẽ có tác dụng trên hệ thống cơ xương khớp là làm giúp cho hệ thống cơ xương khớp mình nó khỏe, khoắn, dẻo dai, phục hồi lại sức khỏe của cơ xương khớp và công việc lao động hàng ngày nó sẽ tốt hơn. Vai trò của collagen trong phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý cơ xương khớp ra sao? Từ các cái nghiên cứu từ Mỹ hay là từ Đức thì cho thấy bệnh thoái hóa khớp là cái bệnh phổ biến gặp nhất. Ví dụ thoái hóa khớp gối hay là thoái hóa cột sống, những cái sụn nó hư trong cái bệnh thoái hóa đó thì cái collagen người ta cũng đưa vào và người ta sẽ nghiên cứu cho thấy là hiệu quả. Nó sẽ làm cải thiện những cái sụn đó từ cái việc tái tạo lại những cái sụn tốt hơn nhờ hấp thu tốt vào nhiều rồi và sụn nó sẽ tương đối khá tốt, ngon lành lại tốt thì cái việc thoái hóa khớp của mình tự động nó sẽ ổn định. Và có những cái nghiên cứu khác người ta cũng nghiên cứu trên những cái bệnh viêm khớp gối nhẹ nhẹ hay là có những cái bệnh viêm khớp nào khác, khớp nhẹ khớp nhẹ nhẹ người ta cũng có thể dùng trong thời gian bệnh nhẹ ổn định cũng giảm đi cái tính kháng viêm của nó. Như vậy thì nó cũng giúp được khả năng để chống viêm cho những cái bệnh khác. Còn những cái đối tượng mà thường xuyên phải làm việc nhiều, quá tải trong ngày thì cái việc sụt giảm hay là hệ thống xương khớp của mình chắc chắn nó sẽ mệt mỏi. Và cải thiện được cái việc đó hàng ngày để bổ sung hàng ngày thì collagen hàng ngày mình sẽ đưa vào, nó sẽ hỗ trợ và giúp cho cái việc ổn định những cái hệ thống xương khớp của mình, làm cho sức khỏe cơ xương khớp dẻo dai hơn, tốt hơn. Collagen trong cơ thể thay đổi ra sao theo từng giai đoạn độ tuổi? Người thì ai cũng thấy, cũng sẽ tới lúc phải lớn rồi trưởng thành xong thì bắt đầu phía sau là sẽ lão hóa, để già cõi đi ai cũng không thoát được. Bác sĩ cũng thường nói với bệnh nhân làm sao để cho trẻ lại thì không biết làm sao trẻ lại, thì cái việc như thế đó thì mình sẽ cố gắng giữ được cái thanh xuân là tốt. Ví dụ tuổi trưởng thành nó đang tuổi cỡ 25 là đẹp nhất, đúng không? Thì như thế thì làm sao thì từng cái tuổi đó nó sẽ phải giảm những cái chắc chắn trong cơ thể ai cũng sẽ từ 25 tuổi trở đi đến 30 tuổi thì cái giảm của collagen của mình lên tới 15% trong mỗi năm, hoặc là lên từ 40 tuổi thì giảm 30%, hay là 50 tuổi nó giảm đi 40% mỗi năm. Thì hàng ngày mình phải do cái việc của mình phải đưa nó lại, nó sẽ có collagen trong những thức ăn này nọ đủ thứ, nhưng mà điều đó có đảm bảo hay không, không chắc được. Thì chính điều đó phải bổ sung vào những cái sản phẩm chuyên biệt và từ những nghiên cứu thì cái việc cái hấp thu nó tương đối khá tốt thì sẽ đưa vào đầy đủ collagen. Chính điều đó nó sẽ hệ thống của xương khớp da hay là gân cơ dây chằng của mình sẽ cảm nhận được điều đó là nó khỏe khoắn dẻo dai hơn. Chứ để nhiều khi nó nhiều quá nó sẽ thành bệnh thì rất là phức tạp, phải đến bệnh viện gặp bác sĩ đủ kiểu ha. Làm thế nào cung cấp đủ collagen cho xương khớp? Hằng ngày thì mình sẽ phải bổ sung để làm sao đầy đủ dưỡng chất cho mình để có collagen từ những cái thức ăn, ví dụ thịt, trứng, sữa đủ thứ đó, nhưng mà chưa chắc sẽ được đầy đủ vào trong cơ thể mình đâu. Và không biết chế độ của mọi người cũng khác nhau nữa, ăn uống tùy kiểu đủ kiểu mọi người chế độ, không biết có đủ hay không, điều đó không có đảm bảo được. Thành ra như thế đó mình nên phòng ngừa ngay từ ban đầu, hay là mình có cảm giác lấy là mình cứ làm nhiều quá rồi về thấy cái quể quải khó chịu quá thì biết là cần phải bổ sung thêm cho nó đủ rồi đó. Hệ thống xương khớp của mình, gân cơ dây chằng mình yếu thì hàng ngày là cái việc mà bổ sung từ cái việc ban đầu đó, những cái sản phẩm collagen mà để bổ sung cho mỗi ngày thì dễ lắm, giống như ăn uống mỗi ngày, thì chính điều đó sẽ đảm bảo cho mình hệ thống xương khớp của mình sẽ tốt hơn, gân cơ dây chằng dẻo dai cho cái việc mỗi ngày. Vì sao nên lựa chọn sản phẩm có kiểm chứng lâm sàng CH Alpha Plus để bổ sung collagen cho xương khớp? Có rất nhiều sản phẩm từ các cái nguồn khác nhau và sẽ mình làm sao mình lựa chọn, mình sẽ biết cái nào như nào sẽ tốt hơn thì bằng những nghiên cứu, là những cái giống như là những cái nơi để người ta sẽ thấy đó là kiểm chứng ban đầu. Từ cái việc là những cái sản phẩm đưa ra như vậy nó có tốt không, nó đầy đủ chất lượng không. Ở đây mình mong muốn là nó sẽ có hiệu quả và cái tính an toàn của mình. An toàn khi dùng đó thì hiệu quả là giống như mình sẽ mong muốn là trên hệ thống cơ xương khớp hay da của mình nó sẽ tốt lên, thì khỏe khoắn rồi im ái dẻo dai từ trong hệ xương khớp. Rồi
mà sản phẩm mình dung nạp vào nó sẽ không gây một bất lợi nào khác từ cái việc hấp thu, hay là nó cản trở từ những đối tượng lớn tuổi, già tuổi, hay là có những cái bệnh nền khác đi kèm, huyết áp, tiểu đường hay gì đó. Thì sản phẩm mình sẽ qua những cái kiểm chứng dài dài lâu từ những nghiên cứu, người ta sẽ đánh giá từ những cái đối tượng đó thì cho thấy thì những cái sản phẩm collagen Beptic của mình nó sẽ đầy đủ nhất và hiệu quả an toàn để mình có thể là một cái bằng chứng để mình phải dùng được.